Ngay bây giờ, anh Kiệt xin được mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ một nữ nghệ sĩ mà hơn 10 năm trước cô cũng đã xuất sắc giành giải Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2012, cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cô có một giọng hát thật ngọt ngào, thật truyền cảm và một làn hơi thật cao vút. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của tất cả quý vị nữa, xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ra sân khấu giọng hát của Chuông Vàng năm 2012, nữ nghệ sĩ Quyền Trang. Đọc diễn trích đoạn cải lương Lệ Máu, tác giả Huyền Trang. Quân Dương ơi, thiếp giang xin chàng, thiếp lại chàng. Cuộc đời của thiếp chỉ có cha thiếp là tất cả. Hãy nghĩ đến tình nghĩa mà tha cho cha thiếp được giữ toàn mạng sống có được không chàng? Thiếp lại chàng, thiếp giang xin chàng mà. Im đi, cầm ngay. Tội phản tình bán nước là một tội lớn lao, nào có biết hay không? Thiếp lại chàng, y lên trảm. Chàng không nghĩ tình nghĩa, chàng đã trả ta về nơi thoáng
lại cho ta tiếng nói ngày nào. Cầm cung lạnh lùng bằng da vô bi, chữ tình đã làm cho ai trao đảo. Ôi, không bao giờ ta gặp được người ta thương. Cha ơi, con trẻ dại khờ nên mới tin gác tia lầu son, nên người ta sẽ thương con thật lòng thật già. Để đến hôm nay lệ tràn khóe mắt, nước lệ thương đau không tiếng cha già. Đêm nay lạnh lùng nơi gác ngọc, nhớ lại những ngày đường dài gấp qua còn đó con tìm về cha. Trước khi em hát một bài nữa với nghệ sĩ Đăng Nguyên thì Huyền Trang cũng xin tâm sự, đây là lần đầu tiên Huyền Trang về Tây Ninh hát chương trình và cũng là lần đầu tiên được đến hát cúng bà. Hôm nay thì chuẩn bị một cái tiết mục để hát tặng cho quý anh chị, quý bà con. Nhưng mà sắp em hát sau cái tuồng cổ mà em thấy là, dạ cảm ơn chị, một tuồng cổ rất đẹp, màu sắc rất thần thái, rất hay. Mà thân em bé nhỏ có chút xíu siêu gì cả nhà thấy không, vừa lùng vừa xấu vừa ốm nữa. Mà lên sau cái trích đoạn của anh chị hồi nãy em cũng không biết là hát cái gì để cân được sân khấu cũng như cân được cái cảm xúc trong lòng mà khán thính giả đã dành cho cải lương. Thì cái vở này Huyền Trang mới viết gần đây, chuẩn bị cho MV của mình nhưng mà cũng chưa có soạn thảo kỹ, chỉ là mới hùm hùm trên cái sườn thôi. Hôm nay đem ra mang diễn cho cả nhà xem. Em cũng cảm ơn ban nhạc đã hỗ trợ em và cảm ơn quý khán giả, quý bà con đã ủng hộ em hết mình. Em cảm ơn rất nhiều ạ.